Xin chào các bạn. Hôm nay mình bên công ty Maiwi mình về cái lô hàng cây các bạn lúc trước hay gọi là cây báo hỷ lai á, thì rất là đẹp, cây trưởng thành, cây to luôn. Chỉ có đợt lô hàng này thôi nha các bạn, chứ bình thường nó nhỏ lắm. Đây là cây báo hỷ lai, thân của nó mà các bạn thấy là nó xanh trong, xanh trong. Thường á, lúc trước á, mà mình về là cỡ cây này thôi, nhưng bên nay là thêm một cái giả hành này nữa. Bây giờ các bạn thấy có thể cây bự luôn. Không ngờ là cái lô hàng này là quá to như vậy luôn. Thì lô hàng quá to này nó chỉ tồn tại thường trong vòng khoảng tầm một tháng sau khi đăng thôi các bạn ha. Thì chúng ta có điều kiện chúng ta mua sớm, tại vì nếu chưa mua trễ thì mai mốt nó sẽ quay lại cái dạng cây nhỏ như vậy ha. Chúng ta chú ý nó khoảng tầm 7 xăng, 5 xăng, 7 xăng, 10 xăng là cùng. Nhưng mà hôm nay là có nhiều cây là chúng ta thấy là nó cao lên tới 25 xăng luôn nè. Đây là cây rất là to. Đây là cây báo hỷ lai. Mình về là mình thấy cây đẹp quá, thành ra là mình sẽ nhập cái lô này khá nhiều. Nhưng mà thường là bán trong vòng cả một tháng thôi. Tại vì có nhiều khách hàng kỳ trước mua có thể một lần 10 cây, 20 cây. Thậm chí nhà vườn mua một lần 50 cây. Nên rất là mau hết hàng. Thì hôm nay Maiwi ba giới thiệu lẹ cho các bạn cây này. Và một cây là có thể nói là một cặp với nó luôn. Đó là một cái dạng bông, cũng là một dạng kiểu của nó. Đó là cây hoàng thảo đại mỹ nhân. Mình mới có hàng lại. Bữa giờ về mà mình không có đăng nên mình bán còn có cây này để làm mẫu thôi. Đây là cây hoàng thảo đại mỹ nhân các bạn ha. Cái bông của nó rất là đặc biệt. Bông của nó vậy thôi nhưng mà bông nó dài và nó rủ xuống như cây thủy tiên vậy đó. Chúng ta có thể coi hình bông mình đã đăng đính kèm theo cái video này ha. Thì cái hoàng thảo đại mỹ nhân này mình thấy là mình bán đâu tầm khoảng 3 năm về trước, và bán khoảng trong vòng 2 năm mới hết hàng, có nghĩa là rất là nhiều. Nhưng mà khoảng một năm nay là nó không có hàng lại. Thì khách hàng mình hỏi mua rất là nhiều cái cây này. Thì rất là may mắn là hiện tại tháng 7 2018 này cây đã về lại. Đây là cây hoàng thảo đại mỹ nhân, về cây cũng khá là khỏe mạnh và cứng cáp. Mà cái đợt hàng này mình thấy là nó lai khác so với cái hoàng thảo đại mỹ nhân đợt trước. Tuy là chung là một vị hoàng thảo đại mỹ nhân nhưng mà bên Thái chúng ta biết nó hay gieo hạt. Thì cái cây đợt này thì cái thân của nó tím hơn. Còn hoàng thảo đại mỹ nhân lúc đợt trước thì mình thấy thân nó xanh hơn, nó xanh giống như cây này. Thì cái cây đợt này thì có khả năng bông cũng không giống như cái bông đợt trước, hoặc là có thể là nó khác màu lên, cái màu bông có thể màu tím hơn. Chúng ta thấy bông hoàng thảo mỹ nhân thì nó cái tông trắng khá nhiều, thì có khả năng bây giờ nó sẽ ra tím nhiều hơn. Đây là một cây lạ và đẹp nên khách hàng hỏi mua rất là nhiều. Chúng ta có thể trồng là một chậu to và bông cho nó rủ xuống rất là quyến rũ, rủ xuống một lúc phải 10 bông, 20 giờ bông cũng có. Tại đây là cây dòng rụng lá mới ra bông các bạn ha, nên chúng ta có thể có được một cái giò hoàng thảo mỹ nhân rất là đẹp. Chúng ta có thể mua ba cái giò hoàng thảo mỹ nhân này để ghép lại thành một cái giò bự hoành tráng và chúng ta trồng phát triển. Thì cây hoàng thảo mỹ nhân có thể cao nửa mét để chúng ta rụng lá làm bông. Thì bây giờ chúng ta biết là những cái dạng kích ki rồi ta bơm chích vô những cái thân cây thì rất là dễ bông. Cây này đã dễ bông ở xứ nóng mà chúng ta nếu mà bơm kích nữa thì lúc đó cây này sẽ bông rất là nhiều, bông rất là dễ luôn. Thì đây là một cái điều rất là dễ dàng trong việc chê lan. Kể cả cây báo hỷ này, báo hỷ lai này, nó những cái dạng thân mập lù vậy, cần yêu cầu phải rụng lá để ra bông. Thì chúng ta biết là có nhiều lúc nó thuận lợi để ra bông nhiều, nhiều lúc không thuận lợi nó sẽ ra bông ít. Thì chúng ta sẽ dùng những cây mập đẹp thì chúng ta sẽ kích vô, bơm chích vô. Mình có làm những cái video đó, các bạn có thể xem đó, trong cái kênh Maiwi của mình. Để chúng ta cho ra bông từ trên xuống dưới này luôn, từ trên xuống dưới. Chúng ta nhớ là cây phải trưởng thành chúng ta mới bơm chích ha. Thì những cái cây này bây giờ là làm bông không còn là chuyện gì khó nữa, mà ra bông từ trên xuống dưới là dễ dàng. Hồi xưa chúng ta phải dùng phân thuốc rất là phức tạp, hên xui có lúc này kia. Bây giờ phân thuốc rất là hay, cái chỗ là bơm chích vô để cây trực tiếp luôn, và đặc biệt là không có hại cây, không có hại cây nha các bạn ha. Chúng ta cũng phải có kinh nghiệm để làm cái này, chúng ta làm quá liều thì có hại, nhưng mà nếu làm đủ liều là gần như không có hại. Rất là những cái phần này là mình đã kiểm tra rất là lâu với những cái nhà vườn và những người nghệ nhân họ đã sử dụng. Thì chúng ta bơm tầm bậy hay thuốc tầm bậy thì chúng ta sẽ bị tình trạng là cây nó sẽ ra con nhưng mà nuôi không nổi, hay là cây nó bị u, nó bị quặn quẹo, nó bị tình trạng giống như là bị sốc, nó bị giống như là dị tật. Nhưng mà bây giờ chúng ta bơm với cái liều và dùng cái kiwi, thì cụ thể là bên mình là hay làm giới thiệu những cái kiwi Việt Nam làm, nó áp dụng cho đúng với cái cây của ở Việt Nam, đó là cái kiwi. Thì đó một người bạn ở cần Bến Tre ở Mỹ Tho làm rất là tốt. Thì chúng ta bơm dùng cái kiwi thì cũng khá là an toàn cho cây lan chúng ta, không có bị tình trạng sốc cây các bạn ha. Chúng ta có một số cái để làm bông những cây như vậy. Thì hôm nay mình giới thiệu hai cái cây lan này. Rất là cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào các bạn nhé.